Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel của mình trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Và để bây giờ, mình sẽ kể cho tất cả các bạn nghe. À không, nói đúng hơn là mình xin phép được cảnh báo tất cả các bạn. Nếu như mọi người thấy được cảnh này trong ngôi làng Minecraft, thì hãy mau chóng chạy ngay đi nhé. Và câu chuyện sẽ được diễn ra như sau. Ai dài dài, trời đất quỷ thần thiên địa ơi, thiệt sự đó hả, là may mắn ghê luôn. Quá may mắn cho mình thì mình mới có thể thoát khỏi được khu rừng gỗ Vân Sam này. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy đó nha, là cái địa hình của khu rừng gỗ Vân Sam nó lại nguy hiểm và đầy trắc trở như thế này luôn đó. Thiệt sự quá là mệt mỏi. Hey, và hả, nếu như hồi nãy đó nha, mình mà chỉ cần thiếu đi đó hả một xíu may mắn thôi, thì mình tin chắc rằng là mình đã phải bỏ mạng của mình bên trong khu rừng gỗ Vân Sam rồi. Và lúc đó là mình sẽ không thể tài nào kịp quay lại để mình lấy hết những món đồ bên trong túi đồ của mình. Thôi được rồi, chúng ta mau chóng di chuyển thôi nào, và tìm tới một vùng đất mới, một miền đất hứa để có thể dễ dàng sinh tồn hơn thôi. Và có vẻ như bây giờ mình đang ở bên trong một khu vực đồng bằng nè. Wow. Từ từ, hold on a minute. Có vẻ như mình đã nói hơi nhiều, cho nên là hả mình đã không kịp quan sát ở trước mặt của mình bây giờ đó. Đó chính là một ngôi làng Minecraft đó các bạn. Được rồi, nếu như có ngôi làng thì chúng ta nên mau chóng bắt đầu tiến vào bên trong ngôi làng đó để mà sinh tồn thôi. Dù gì đó nha, thì những ngôi làng Minecraft cũng khá là an toàn hơn so với lại những cái khu vực và những cái địa hình khác. Đúng rồi đó. Và một ngôi làng Minecraft khá là to nha. Ơi, ngồi từ, chờ đã. Mọi người ơi, các bạn ơi, các bạn đó nha, có bỗng nhiên tự nhiên đó hả, nghe được cái tiếng hét và tiếng khóc không nào? Đúng rồi, mình mới bắt đầu bước vào bên trong ngôi làng này đó nha, mình đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét. Chẳng lẽ ngôi làng này có chuyện gì hả? Ôi trời đất ơi, cái gì kỳ lạ vậy? Mới bắt đầu bước vào ngôi làng thôi nha, thấy có chuyện kỳ lạ rồi. Được rồi, từ, để mình thử mau chóng đó nha, tìm cách đi lên trên đây coi thử coi. Đang có chuyện gì xảy ra với lại ngôi làng này vậy? Tại sao đó nha, mình lại nghe thấy tiếng khóc và tiếng hét? Vụ gì vậy ta? Và ở đây thì mình không hề thấy gì cả hết trơn. Ủa? Cái gì đây? Ba ông dân làng đang nhìn lên cao nè. Ủa? Sao ba ông dân làng này lại nhìn lên cao vậy? Xuống đi khùng hả trời ơi, dân làng sợ hãi. Trời ơi, xuống đi mà, ông không cần thiết phải làm thế đâu. Xuống đi, trời ơi xuống đi mà. Nếu ông không xuống là làng này không ổn đâu. Thật sự đó, xuống đi mà. Ủa, làm sao? Tại sao ba ông dân làng này lại sợ hãi như vậy? Và tại sao ba ông ấy đều kêu ai đó đi xuống là sao các bạn ơi? Bộ cái đó ở trên cao hả? Và, ôi, các bạn coi kìa, ở trên cao rồi nè, có một ông dân làng. Và ông ta đang khóc lóc kìa. Ủa sao vậy? Sao ông ta khóc vậy? Chờ cái gì vậy hả? Ủa sao vậy? Không, tôi phải nhảy thôi. Tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Tôi phải nhảy thôi. Oh my gosh. Mọi người ơi, ông dân làng này đó nha, ông ta đang tính tự tử đó. Một ông dân làng tự tử trong thế giới Minecraft là sao? Này, các ông dân làng ơi, các ông dân làng mau chóng đó hả, tìm cách nói gì đi chứ. Chung thôi hả, để ông dân làng đó, ông ấy tự tử là chết đó, không được đâu. Đừng để ông ta tự tử mà các ông dân làng. Tôi xin mấy ông dân làng á, để mấy ông nó tự tử thiệt á, thiệt luôn á. Oh my god. Tất cả mọi người có vừa nghe được cái âm thanh đó không? Đúng rồi, âm thanh đó nha, giống như đó hả, là có ai đó vừa rơi từ trên cao xuống vậy đó. Và oh my god. Ơi, từ. Cái ông dân làng ở trên cao này đó nha, ông ta đã thực sự nhảy xuống rồi và ông ta đã chết. Các bạn coi nè, đầu ông ta toàn máu không à. Ông ta đã hạ đã bị chấn thương sọ não. Và mắt của ông ta đó nha, bây giờ cũng nhuốm một màu máu không à. Thực sự, đây là một cảnh tượng kinh dị nói về vấn đề tự sát các bạn ơi. Tất cả những ai coi video này của mình đó nha, làm ơn, các bạn đừng bao giờ làm những gì giống như ông dân làng này. Bởi vì ha, đây là một hành vi cực đoan. Chúng ta đó hả, phải sống và phải ủng hộ ba mẹ, ủng hộ lo cho người thân nha các bạn ơi. Đừng bao giờ làm những cái hành động như thế này. Đây đó hả, là hành động cực kỳ quá khích và không đáng có. Đừng làm như vậy. Mình tin chắc rằng đó nha, là ông dân làng này đó hả, đang bị điều khiển bởi quái vật hay là gì thôi. Đừng làm như vậy nha. Và những bạn nào đó hả, sợ cảnh máu me, sợ cảnh tự tử, sợ cảnh chết, sợ cảnh sợ hãi các bạn ơi, hãy tạm thời đừng coi video này nữa. Mà nếu như có coi đó nha, hãy nhờ bạn bè người thân coi giùm. Chứ bây giờ ghê quá đi à. Sao ông dân làng này lại phải chết như vậy hả trời? Lý do là vì sao? Mấy ông dân làng ơi, bây giờ đó nha, chúng ta phải làm gì đây? Hơi, bây giờ coi nè,
Cả ba ông nhân làng này bây giờ đó hả, đều đang nhìn rất là sợ hãi luôn. Mấy ông nhân làng ơi, mấy ông sao vậy hả, bị gì vậy hả mấy ông nhân làng? Dân làng sợ hãi, hắn ta chết rồi, bây giờ sẽ là lượt của chúng tôi. Ôi không, chạy đi mà. Hả, mấy ông nói làm sao? Khi mà ông nhân làng này chết đó hả, là bây giờ sẽ tới lượt của ba ông hả? Mấy ông nói gì đấy nha, tôi thật sự không hiểu gì hết trơn hết á. Rốt cuộc mọi chuyện là sao hả? Ôi, và bây giờ cả ba ông nhân làng này đó nha, đều đã bỏ chạy hết rồi. Hình như đó hả, không ai dám ở lại để mà nhìn cái xác chết của ông nhân làng này, cũng như là không ai dám đem ông ta đi mai táng đó các bạn ơi. Vậy rốt cuộc là sao? Đang đó hả, có chuyện gì xảy ra với lại ngôi làng này vậy? Mình thật sự không hiểu luôn. Tự nhiên mình vừa vào làng, mình đã nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng sợ hãi. Sau đó đó nha, thì một ông dân làng nói rằng đó hả, là ông ta không muốn sống nữa, nên ông ta là quyết định nhảy lầu tự sát luôn. Và ba ông kia nói rằng đó là sau khi ông này tự sát là sẽ tới lượt ba ông ta, nên là ba ông ta đều bỏ chạy hết. Vậy lần sau nhỉ? Ôi, từ từ, lại một lần nữa. Bởi vì mình nói nhiều quá cho nên là bây giờ đó nha, mình thấy rằng đó hả, lệnh như ngôi làng này không thực sự bình thường như là chúng ta nghĩ đâu. Ở đây mình thấy hình như đây là một cái nơi dùng để quan sát chết nè. Để mình đếm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Trời đất ơi, 19, 20 dân làng đã chết. Và sau đó đó nha, là đã có ai đó quan sát các ông dân làng này vào bên trong cái hố này nè. Mình nghĩ rằng đó nha, đây là hố mai táng, hay còn gọi là hố xác chết đó. Và trời đất, nhức cái đầu luôn á. Mình còn nghe thấy được đó hả, một cái mùi xác chết xộc thẳng vào mũi của mình luôn. Thật là quái quỷ, quỷ ma mà kinh dị. Đã bao giờ các bạn thấy được đó nha, là ở một ngôi làng mà ở đó đó hả, các ông dân làng thay phiên nhau tự tử, rồi sau đó lại còn có cả một cái hố xác chết chưa? Đây là lần đầu tiên mình thấy luôn. Quá lạ ghê. Nhưng mà mình đang dần dần bắt đầu, đang thực sự luôn á, mình tin chắc chắn rằng là 100% luôn, đã có một kẻ nào đó đó nha, hắn ta đó hả, đã gọi là sai khiến các ông dân làng và bắt các ông dân làng phải tự tử. Mình tin chắc chắn là như vậy luôn á. Ôi ơi, ủa? Sao mà bỗng nhiên đó nha, trời lại sập tối xuống vậy hả? Ủa? Nãy giờ mình còn nhớ rõ ràng là đang là buổi sáng. Sao tự nhiên mình mới chỉ đứng đây một xíu thôi nha, mà ngay lập tức trở thành buổi tối rồi. Ơi, lại một lần nữa mình nghe thấy những cái tiếng động âm thanh y như hồi sáng luôn. Đó chính là tiếng la hét và tiếng khóc. Đừng nói mình một lần nữa, là cái cảnh tượng nhảy lầu tự tử các ông dân làng lại diễn ra đó nha. Cái quái đản gì thế? Từ từ lẹ lên coi, có chuyện đó rồi các bạn ạ. À, có chuyện đó rồi. Nhanh lên là cái đi ơi, nhảy quá nào. Hay quá, tuyệt vời. Rồi. Bây giờ đó hả, mình phải tăng tốc lên. Chắc chắn đó nha, là các ông dân làng lại một lần nữa gặp phải cái chuyện kinh khủng như hồi sáng đó rồi đó. Mình nghĩ là như vậy. Đây nè, hai ông dân làng nè. Nhưng mà, ủa, từ, cái xác chết hồi sáng của ông dân làng sao biến mất rồi? Mình từ thôi kể đi. Này các ông dân làng ơi, sao các ông dân làng lại hét lên nữa vậy? Đừng nhảy nữa trời ơi, đừng nhảy nữa trời ơi. Ông mà nhảy là sẽ tới lượt chúng tôi đó. Ông mà nhảy là sẽ tới lượt chúng tôi đó. Ủa? Đúng rồi. Hồi sáng mình nhớ đó nha, là có 3 ông dân làng lận. Bây giờ đó hả, chỉ còn có 2 ông thôi. Vậy là sao? Và ơi nữa nè. Lại một ông dân làng nữa nè các bạn ơi. Ông ta lại đứng trên chợt đó rồi nè. Không, tôi phải nhảy thôi. Tôi không còn luyến tiếc gì nữa. Nghe y như hồi sáng luôn. Tôi phải nhảy. Hắn ta muốn tôi nhảy. Hả? Lần này là ông dân làng đã đổi câu cuối đây rồi. Ông ta nói rằng đó nha, là hắn ta muốn tôi nhảy. Vậy chắc chắn 100% là ở trên căn nhà đó có ai đó đó. Từ từ, bây giờ. Rồi. Mình sẽ mau chóng lên trên căn nhà đó các bạn ạ. À. Và mình sẽ hả, tìm cách để mà giải cứu ông nhân làng kia. Ê dạ, cái quái đản gì thế? Sao mà các ông nhân làng lại thay phiên nhau nhảy vậy hả trời? Nhanh lên nào. Mở cửa ra. Rồi, đóng cửa lại nào và... Hả? Mình nghe cái tiếng bụp giống như là có ai đó vừa nhảy xuống dưới đất vậy đó. Để mình thử nhìn ra cửa sổ xem sao. Và... Oh my god! Hình như đó nha, hình như á là cái ông dân làng kia đã thực sự nhảy xuống rồi kìa. Trời đất, vậy là chỉ trong một đêm thôi, một ngày một đêm mà đã có 2 ông dân làng chết ngay lập tức trước mặt của mình luôn kìa. Cảnh tượng quái đản thiệt sự.
Ông ta nói rằng đó các bạn. Đúng rồi, từ từ đó nha. Khi ông dân làng đó nói rằng là trước khi ông ta nhảy xuống dưới đó thì ông ta nói rằng hắn ta muốn tôi nhảy. Vậy thì mình tin chắc chắn 100% ở trên trển có ai đó đã bắt ép ông dân làng và đã đẩy ông ta xuống. Được rồi, để mình lên trên chó nó nha. Và bây giờ mình coi thử coi, mình coi thử hiện trường coi. Và có vẻ như rằng là đây là nơi ông ta đã nhảy nè. Nhìn sợ hãi quá đi à bà. Ôi, ui, một con quỷ hay sao á? Quỷ tự sát. Ta ép chúng phải nhảy, ta ép chúng tự sát, ta muốn thịt của chúng. Ôi, thịt thối rữa thơm ngon. Đây nè, con quỷ tự sát này chính là con quỷ dữ đã bắt cóc và giết chết các dân làng đó và ép các ông dân làng phải nhảy. Ngươi phải nhảy cho ta. Không, ta không nhảy. Tinh thần của ta là cực kỳ mạnh mẽ. Ta bây giờ sẽ tiêu diệt ngươi, con quỷ tự sát kia. Chết đi, quỷ chết đi. Ôi, nó mạnh thiệt sự luôn. Và nó giết mình ngay lập tức chỉ trong một phát. Bảo sao đó nha, cái ông dân làng đã sợ hãi và làm theo. Bởi vì hả, cho dù không nhảy hay nhảy cũng sẽ bị con quỷ đó giết chết. Được rồi, bây giờ mình sẽ phải liều mạng thôi. Các bạn ơi, phải liều mạng thôi. Bây giờ chắc là mình sẽ tìm cách. Ok, mình sẽ hả, đây rồi, mình sẽ phá cái này nè các bạn ơi. Rồi, phá nát hết. Để đó nha, con quỷ đó sẽ đi xuống dưới đây. Và mình sẽ bắt ép nó sẽ phải quýnh mình trên cái cầu hang này. Và nó sẽ ngay lập tức đó nha, bị tim mình giết chết ngay lập tức. Mình phải dùng trí khôn. Ok, rồi. Trí khôn của ta đây nè, con quỷ kia. Để mình nha. Để mình nha. Rồi, chạy lên cái đi ơi. Không kịp. Khó khăn quá đi à. Hay là bây giờ mình thử làm mọi cách để cho nó xuống ngay luôn đi ta. Này, ok. Để nó đốt xuống ngay luôn các bạn ơi. Rồi, đốt xuống đây nào, đốt xuống đây đi. Con quỷ dữ kia. Mì sẽ bị đốt xuống dưới đây. Rồi, ok, rớt xuống đi nào. Và nó xuống rồi các bạn ơi. Để mình giết nó chết nha. Dạ, rồi, đi lên. Ok, nó bị kẹt rồi đó các bạn. Rồi, để mình tìm cách. Rồi, ok, hay quá, nó không đi lên được. Ôi, con quỷ tự sát kia, mình sẽ chết thôi. Mì sẽ phải chết. Nó mạnh dữ vậy trời đất ơi, quỷ thần tiên địa ơi. Rồi, ok, hay mình dùng cái này đi. Rồi, dùng cái này nè, nó sẽ không ra đâu các bạn ạ. Rồi, để nó kẹt đây. Bây giờ Mi sẽ chết. Chết đi, quỷ tự sát. Nó mạnh thiệt sự luôn á, trời đất ơi. Mà không sao, để mình tìm cách. Rồi, lên đường đi. Cái gì vậy, nó quýnh ghê quá vậy. Con quỷ dữ này nó mạnh quá vậy. Phải là sao? Chết đi nè, rồi. Chết đi. Mình đứng xa đứng gần gì cũng bị giết chết rồi. Kệ bà luôn, quýnh luôn. Solo Coco, lên đường đi. Ây da, nó trâu quá vậy, đúng là con quỷ dữ mạnh vậy, ây quá. Ây da, cuối cùng con quỷ tự sát đó cũng đã bị mình giết chết rồi. May mắn ghê luôn. Ây da, thật sự là lo lắng hết mất luôn nè. Thôi được rồi, nè các ông dân làng. Tôi nói nha, đã giết chết con quỷ tự sát đó rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng đó hả, các ông sẽ sống sót mà thôi. Tuy nhiên, thật sự chia buồn với lại hai người bạn của ông. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm cách để mà mai táng những người bạn của ông thôi nào. Cũng như đó hả, là phải chôn cất thật là kỹ càng cho những người đã mất ở cái hố địa ngục, ở cái hố tự sát tự vẫn kia. Và đó chính là toàn bộ câu chuyện về ông dân làng tự sát đó các bạn ơi. Thực sự đó nha, một câu chuyện ám ảnh và đầy kinh dị. Mình nghĩ rằng sẽ không còn ai dám leo lên cái ngôi nhà này nữa đâu. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về việc một ngôi làng mà ở đó các ông dân làng bị ép buộc phải tự sát. Và nếu như các bạn nhìn thấy được một ông dân làng nào trong thế giới Minecraft của các bạn đứng trên địa hình thật là cao, đứng trên những cái mái nhà, đứng trên những nóc nhà, thì hãy chạy ngay đi nhé. Bởi vì rất có thể các ông dân làng đó đang bị ép buộc phải tự sát đấy. Và các bạn sẽ gặp phải những chuyện cực kỳ kinh khủng và kinh dị. Mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này, hãy cho mình một lượt like. Và nếu như bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên, hãy bình luận đã xem hết, như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì, hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Falling, I'ma keep on falling.